Đây là khoai mỡ. Cái này là khoai mỡ nè. Đây khoai mỡ, còn bên này. Thấy trồng đậu phộng. Đá đầu voi á, bốc hơi. Nó đang nóng nóng vậy, cái mưa tới á là đá nhiều khi nó nứt. Nó nứt cái nó rớt xuống nó mẻ ra. Mấy ba từ tê nhá, mấy ba từ tê nhá. Giờ có chiếc xe bò nó là bước phải không? Nó là đi lưu mà, ở đây nó là này xe bò. Tập chua á. Tập chua. Cắt ruộng á. Cắt ruộng á.
Bữa như mấy cái lúa mà tao mới làm đó, nó kiểu kiểu như đất nó chảy xuống rồi anh ta đi đã chạy ta dở mấy cái lúa nó lên lại. Thầy cắt rôn cho ngài á. Hả? Chịt plau á. Plau đây. À ơi, hoa bay lên trời cây chi ở. Chết đó là nào? Có mưa đó mà con ta đã ra bắt cài à. Ồ, hồi nãy mới có quay khó không?
Đây là khoai mỡ. À, cái này là khoai mỡ nè. Này khoai mỡ, còn cái này là khoai từ. Cái này là cây khoai từ. Dẫn hàng mò vô trong nó trại. Cài miếng rượu mới trong. Giờ nó áp tay con bò vô cái vàng cài. Ở cái này là cái áp nè, áp bò, nó mắc lên trên khẩu bò để cho con bò cám. Rồi mùa mưa người ta trồng khoai là vậy đó, tại vì mưa nước nó không có nhiều, đầu mùa nó ít nước, thành thử ra trồng khoai được, ta lên luống đó. Trên đất dòng mình trồng khoai lang đó, là mấy cái loại khoai là người ta trồng ở trên mấy cái đất dòng. Cái này là khoai từ nè, còn cái này là khoai mỡ nè.